Rồi, bây giờ mình thử nha. Up, down, back. Rồi, chắc được rồi đó. Rồi, thử nào. Ghê chưa. Và hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Buka đây và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Minecraft của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập tiếp theo của Minecraft căn phòng kỳ lạ. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì mình bật tiếng rồi. Thì giờ bây giờ mình sẽ đi tìm thằng Chem cái đã. Không biết hôm nay nó làm gì ta. À, đi ra nữa. Làm gì vậy Chem? Mày chơi máy tính à? Trời đất ơi, mày nghĩ sao mà cái máy tính này tao nhìn chả khác gì cục gạch á. Ok, còn bây giờ thì 3, 2, 1. Ok, tao nói mày nghe nè. Người ta, một cái máy tính người ta cần có một cái thùng mày biết thùng CPU mà đúng không? Một cái thùng máy tính, rồi thêm chuột, đồ cái kiểu. Nhưng mà tao thấy mày làm như vậy là sai rồi. Cái thùng CPU đâu? Trời ơi, thằng này nó tự kỷ chắc rồi. Không cắm điện mà đòi chơi. Ok, hôm nay tao sẽ giúp mày làm một cái, gọi là gì ta, một cái máy tính. Nhưng cái máy tính này rất là lợi hại nha. Nó có thể được gắn con chip vào và làm trở thành một cái con robot. Ghê chưa. Khoai không. Ok, không nói nhiều nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại một cái nhiệm vụ tiếp theo. Đó chính là lắp đặt và setup một con robot để nó làm việc cho chúng ta. Sẵn hướng dẫn cho em làm cái máy tính luôn. Ok, thì cái con robot này chúng ta cần một đống những cái dụng cụ như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Và tập hôm nay nó sẽ rất là quằn quại nha mọi người. Tại vì nó từ coder rồi từ nó viết cái ký hiệu rồi cái kiểu nên là nó rất là mệt. Ok, không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta sẽ làm cái đầu tiên, đó là cái computer case mà tôi ghi computer. Ok, chúng ta sẽ làm cái computer case. Ok, xong nhiệm vụ chúng ta sẽ làm. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị hết những cái nguyên liệu luôn nha. Thì cái này thì các bạn nhìn vô các bạn cũng sẽ thấy là công thức nó cũng khá là đơn giản. Cái này các bạn chỉ cần sử dụng gương thôi, khỏi cần sử dụng sugar pot. Rồi, cái microchip này thì đây, công thức của nó này rất là dễ, chúng ta đều có hết rồi. Cái này Bright Circuit Board thì chúng ta chỉ cần lấy cái công thức này là có. Thì cái màu này thì ở đâu ra? Thì chúng ta có xương rồng mà, các bạn nhớ không? Đem xương rồng đi nung thì chúng ta sẽ được cái này. Ok. 2000 years later. Đây. Còn bây giờ thì cái máy này chắc là mình sẽ tạm đặt ở trên đây đi hen. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái thùng CPU vô nè. À, chúng ta sẽ đặt một thanh RAM, một cái card đồ họa, một con chip, một cái ROM, một cái ổ cứng. Rồi, ok. Tiếp theo là gì? À, hình như chưa xong nha. Tiếp theo là keyboard. Cái này mình làm rồi. Cho xin nha Chem. Hehe boy. Cho xin nha. Hehe boy. Trời đất ơi, cảm ơn Chem nha. Cái công thức nó dễ gì đâu á. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái này. Ok. Còn thiếu gì nữa không ta? Cái screen. À, disk drive vô đây. Rồi bây giờ chúng ta thiếu thêm một cái memory nữa thôi. Làm thêm một cái memory nữa. Rồi. Chạy lên đây. Bây giờ chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Rồi, bây giờ là đủ rồi đó. Mình không muốn up lên nữa nha mọi người. Để 9.9/12 chắc cũng tạm rồi. Tạm thời mình làm cho nó nhanh thôi. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cần cái con này. Mọi người lưu ý nha. Hiện tại cái con chip này nó chưa có được học, gọi là gì ta, học tin học. Mình sẽ gọi là cho kiến thức tin học vô bằng cách là mình sẽ làm thêm một cái cuốn sách này. Ok, bây giờ nó có. Chết rồi, chúng ta phải làm sách rồi. A few inches later. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái con chip này học tất cả những gì. Các bạn nên nhớ nha, cái Lua BIOS này nè. Đó, các bạn để ý đi. Đấy, nó học được cái con chip này là ngon lành. Lưu ý cái chỗ đó nha, hồi nãy mình sửa là mình kiểm tra là nó không có đấy. Đấy, rồi bây giờ bắt đầu chạy. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi để trong vòng 2 phút 20 thì sau đó là nó sẽ xong cái con robot này. Sau khi trong lúc đó chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ làm một cái robot nó chạy bằng điện đúng không mọi người? Thì mình cần phải sạc. Đấy, làm cái máy sạc rồi. Ok, sau khi có cái máy sạc rồi mình cần thêm một cái, đó là cái lever, stick, cobblestone. Ok, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái máy cái phòng này, cái chỗ này.
Nói chung là hôm nay á mình làm cái con robot đó để nó tự động tạo cái hack gì lộng cái enderpearl cho tụi mình á. Mình sẽ đặt nó ở đây. Ok chưa? Đặt ở đây. Rồi bây giờ nó đang cần điện năng nè. Đặt cái này trên đây. Cái này là nó có sẵn điện, nó là cái nhà máy điện đó mọi người. Bây giờ mình cần một cái ổ, một cái dây điện chứ. Gắn dây điện vô. Ok chưa? Rồi đi vô. Đi vô tiếp. Rồi, ok, bây giờ cái máy này có điện rồi. Cái máy này là nó sẽ sạc cái con robot đó. Bây giờ trong lúc đó mình đẩy con robot, trong lúc đẩy con robot xong á thì bây giờ để coi nó xong chưa. Trời đó coi, nó mới 20% mà mọi người. Tại vì nó rất là cần điện năng luôn nha, nó tốn điện năng cực kỳ. Nên là mấy cái máy này bây giờ nó đang thiếu điện năng nè, các bạn thấy không? Đó, nó đang thiếu điện năng nè, cho nên là chúng ta phải đợi thôi. Nó để là 2 phút nhưng mà nó chậm hơn tại vì nó đang thiếu điện năng. Nếu mà điện năng các bạn nhiều hơn thì nó sẽ nhanh hơn. Thôi kệ đi. Rồi, trong lúc đó thì mình biết mình phải làm cái gì rồi. Trong lúc đó thì bây giờ tụi mình sẽ làm 3 cái ca tre. 2 hours later. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt 3 cái này ở đây. 1 2 3. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ đi lấy một nồi gì ta? Đá đỏ trước đã. Thật là nhiều đá đỏ. Lấy thật là nhiều đá đỏ luôn. Rồi ok. Đây. Sau khi có thật là nhiều đá đỏ rồi, chúng ta sẽ đi vô căn phòng này. Đi vô căn phòng này, ném đá đỏ hết vô đây. Đấy. Rồi ok, chúng ta có 2000 mấy viên luôn. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ đi lấy hắc diện thạch. Obsidian 30 viên. Chắc là mình phải làm thêm rồi đó. Ok, chạy qua đây. Chạy vô đây quăng 30 viên vô. Ok chưa? Xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi lấy đá đỏ nhưng mà nó là block redstone. Đây. Mình sẽ cho làm tầm 2 stack đi ha. Có gì đá đỏ từ từ mình cài vô tiếp. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm thôi để nó cái con robot này nó tự động thôi. Ok, đó, vậy là chỗ này là tụi mình lắp đặt xong rồi nè. Ok chưa? Mai mốt là mình sẽ di chuyển mấy cái đá đỏ tự động chạy vô đây rồi hắc diện thạch đồ này nọ. Nhưng bây giờ chúng ta cần ra coi cái con. Bây giờ chỉ cần để con robot thôi là chúng ta sẽ bắt đầu lắp đặt nè. Ok chưa? Robot xong chưa? Sắp rồi, trời ơi, nãy giờ mới chưa tới 50% nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đợi nó sau khi quay lại. Rồi chém. Ăn miếng cho nó sướng người nào. Yeah boy. Ok, sau khi xong rồi thì cái con robot của chúng ta cũng đã xong. Nhưng mà chúng ta cần đặt tên cho nó. Yeah boy. Chém, đặt tên cho nó là gì? Để coi, đặt tên cho nó là Quang Tèo hả? Ok, Quang Tèo. I'm a la a la ba chap. Ta cùng khiêu vũ như điệu mambo. Theo cái túi chéo tưởng anh giang hồ, nhưng sự thật anh đang muốn nhảy như điệu tango. Ok. Ok, sau khi mình đặt tên cho nó là Quang Tèo Alaba rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào căn phòng này. Rồi đi thêm một lần nữa vô căn phòng này. Ok sure. Và chúng ta sẽ đặt con robot tạm thời ra đây này. Các bạn có thể thấy là Quang Tèo của chúng ta thì bây giờ đang bị tuột điện năng nếu mà mình không có để gần cái máy này để nó sạc. Đấy, ok. Nó không có hoạt động nên là nó không có bị tuột, nhưng mà không sao, mình sẽ đặt nó vô đây. Đó, nó đã được sạc đầy lại 100% rồi đấy mọi người. Rồi bây giờ cái con này nó sẽ làm gì? Bây giờ chúng ta sẽ cần một cái đó là BIOS. Bây giờ không phải cái thằng này. Open. Đây, mình cần làm thêm một cái này nữa mọi người. Úi giời ơi, úi giời ơi. Rồi, sau khi có cuốn sách này rồi thì mình sẽ đặt cái này ở đây cho nó chuyển qua cái này. Ok, xong nhiệm vụ luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây. Đi vào đây. Rồi, đặt cái con chip cái thẻ này vô đây. Đó, bây giờ nó đã có hệ thống rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi động máy. Các bạn nghe tiếng gì không? Ôi, bây giờ mình đã trở thành một lập trình viên thực thụ rồi. Ôi ơi. Ok, xin chào. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Trước tiên mình thử nha. Chèm, thấy sự kỳ diệu của nó không? Đây, bây giờ mình sẽ học được trên mạng thôi nha. Cái này là mình học trên mạng thôi nha mọi người. Mình sẽ kêu là robot ơi. Tiến tới một bước. Ok. Lỗi mà xin lỗi mọi người. Bây giờ mình sẽ install nó trước đã. Ok. Bạn có muốn cài đặt cái này, nó giống như cài lại Win đó mọi người. Yes, tôi muốn cài đặt. Ok.
nó đang cài đặt đó mọi người. Cái tiếng nghe phê chưa? A few moments later. Ok, xong rồi. Ok, bạn có cần phải khởi động lại không? Dĩ nhiên là khởi động lại rồi. Ok, sau khi khởi động lại, quan tèo của chúng ta đã hoàn thành. Ok, và bây giờ chúng ta có thể gọi là gì ta? Chỉ cần các bạn đánh thật là nhiều. Đó, các bạn muốn nó di chuyển như thế nào cũng được. Cái forward là tiến tới thì nó sẽ tiến tới hoài luôn. Đó, chỉ cần các bạn nó muốn là thụt lùi thì là các bạn muốn nó lùi lại thì đây, bây giờ mình sẽ làm một cái tổ hợp hành động nha. Ok, bây giờ là cho nó tiến tới nè. Rồi sau khi nó tiến tới mình sẽ cho nó đi lên. Đấy, robot up một cái. Sau đó là robot lùi lại một cái back. Rồi sau đó là robot cho nó xuống lại một block. Đấy. Rồi, bây giờ mình thử nha. Up down back. Rồi chắc được rồi đó. Rồi, thử nào. Ghê chưa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tắt máy. Rồi, bây giờ đến thời điểm cuối cùng rồi. Nãy giờ hơi bị video cũng hơi bị dài đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt nó lại vô đây. Bây giờ mới gọi là quan trọng nè. Mình đã lên mạng và tìm được là cái anh kia hướng dẫn chúng ta, gọi là ảnh làm sẵn cái tổ hợp cho mình rồi. Có nghĩa là nó sẽ đi lấy hắc diện thạch, nó đặt vào đây, nó lấy đá đỏ, nó đặt vào đây, cái kiểu rồi nó ném đá đỏ vô để tạo enderpearl. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi copy cái tổ hợp lệnh đó. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Ôi trời ơi. Anh đó là ảnh chia sẻ cho tụi mình nè. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần copy nguyên cái đoạn này. Từ từ. Để mình đi copy đó. Cái này là ảnh làm hết cho tụi mình luôn rồi. Mình phải cảm ơn ảnh. Edit enderpearl. Ok chưa? Ok, cái này hoàn toàn là một cái file mới. Và bây giờ chúng ta sẽ add vô. Đấy, bây giờ để nó tự động nhập thôi. Ghê chưa? Nè, mình phải cảm ơn ảnh. Tại vì ảnh đã gọi là hướng dẫn mình. Chúng ta có thể tự làm. Nhưng mà mình hiện tại còn cùi bắp quá. Mình chưa biết làm. Nhưng mà trong tương lai mình sẽ học cách làm cái này của ảnh. Rồi, bây giờ chúng ta sell lại. Và sau đó là chúng ta out ra một cái. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đánh. Thôi, né ra hết. Chị em ơi, né ra. Đứng bên đây. Chỉ cần đứng sai một cái là nó ấy lại à. Rồi, enderpearl. Rồi chưa? Thời khắc quan trọng đã đến. 3, 2, 1. Vô. Kinh dị chưa? Bây giờ chúng ta từ đây trở đi, chúng ta... Ôi, nó tự động ném đá đỏ vô luôn kìa. What? Oh my god. Chúng ta đã có viên Enderpearl đầu tiên. Nhưng mà chúng ta cần một cái vacuum nữa. Đặt ở đây để nó tự động hút Enderpearl lại là hợp lý. Đúng không? Nice. Wow. Tuyệt vời chưa chem? Mày thấy nó xịn chưa? Đúng là robot anh em mình nuôi rất là khác. Ngon lành, chúng ta đã có được 2 viên rồi. 3 viên. Tiếp. Thôi đủ rồi má. Dần. Làm nhiều quá hết nguyên liệu làm bây giờ. Hết đá cụ ấy lộn mà hắc diện thành là chết tụi mình luôn á. Ok. Thấy tập này sao? Đỉnh không? Đỉnh thì nhớ những phim hay. Ok, quá đỉnh luôn. Còn bây giờ thì mình phải cảm ơn cái anh kia. Anh đã chia sẻ cho tụi mình. Thì tụi mình phải cảm ơn ảnh. Còn bây giờ thì video cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình và cho em một like, share video, ủng hộ cho channel của tụi mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký, cũng nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì ném ba cục này thì hơi ổn. Còn bây giờ thì bye bye thôi.